Trong cơn mưa lớn vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 12 tháng 5, một cây phượng đường kính hơn 40 cm ở thành phố Huế bật gốc, khiến hai người đi xe máy bị thương. Tối ngày 12 tháng 5, nhiều người đi đường kịp dừng xe hỗ trợ đưa người bị thương vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Cây phượng cao khoảng 7 m và có phần rễ mục, nhánh cây được tỉa gọn từ trước. Sau tai nạn, thân cây nằm chắn nửa lòng đường. Trung tâm công viên cây xanh Huế cử lực lượng đến cắt tỉa cây xanh và tìm hiểu thông tin người gặp nạn. Thời điểm cây phượng bật gốc thì thành phố đang có trận mưa khá lớn với 15 đến 40 mm, có nơi hơn 50 mm kèm theo dông. Một số tuyến đường bị ngập úng. Được biết, Huế được xem là thành phố xanh với hơn 65.000 cây xanh đường phố. Sau trận bão năm 2020 làm hơn 10.000 cây gãy đổ, Trung tâm công viên cây xanh Huế đã lên kế hoạch quy hoạch trồng lại.